với số vốn chỉ hơn 3 tỷ là quý vị có thể sử dụng một căn shop house 75m ngay cạnh đây là sảnh của 10 tòa chung cư này và chung cư cao cấp của Matterlay Home dự kiến triển khai vào xây dựng vào cuối năm nay đây là một con shop house cực kỳ đẹp 75m ngay sát sảnh chung cư và trục đường này thì là trục đường kinh doanh shop house sổ lâu dài nhé shop house sổ lâu dài cực kỳ đẹp, mặt tiền 5m. Xây dựng là 4,5 tầng. Với dòng 75m là mặt tiền 5m gần như là dòng hoa hậu của Vinho Ocean Park 3. Mà vị trí căn này thì không thể chê được khi mà nằm ngay cạnh uh, phần ngã tư này. Đấy, đối diện đây là sảnh chung cư này. Đó, và những cái dòng căn này thì uh, hiện tại chính sách chủ tư đang cực kỳ tốt. Chỉ hơn 3 tỷ là quý vị đã có thể uh, Ký hợp đồng mua bán nhận nhà trực tiếp uh, chủ tư Vinhome à, và đặc biệt là những căn góc này căn góc cực kỳ điểm họ đã hoàn thiện về kinh doanh rồi thì những cái căn shop house mà được sở hữu những cái vị trí đắc địa như này thì đầu tư kinh doanh tiềm năng tăng giá cực kỳ cao Đó, và hiện tại vị trí này cũng là vị trí cực kỳ hiếm